Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ante Channel. Và các bạn ơi, hôm nay anh em mình là đến với hành trình của Bob nha. Và mọi người ơi, các bạn đã leo lên được tới lớp mấy rồi? Và sắp hết cuộc đua Heroic rồi các bạn ơi. Đây, còn tầm khoảng 21 tiếng nữa là hết cuộc đua Heroic rồi. Bây giờ thì nhiệm vụ này là mình đã lên tới lớp 6 và nó 3. Bây giờ nên chúng ta còn phải chạy nhanh lên. Nhiệm vụ này là cho bọ ăn nha, cho rồng ăn đi kiếm con bọ, và chúng ta sẽ thả những cái bé rồng ở trong cái chỗ ấp trứng ra. Chỗ ấp trứng của mình đâu rồi? Đây, chỗ ấp trứng của mình đây các bạn ơi. Và hôm nay mình sẽ review nhẹ cho các bạn xem về một nhân vật rất là đặc biệt. Wow, em này thì thuộc dòng đó chính là Legend Daisy. Wow, Titan luôn nha mọi người, hàng vô cùng VIP luôn. Rồi, sẵn cho ăn là nhiệm vụ con bọ luôn hen. Đây, nhân vật này lúc mới ra là nó bán với giá là tầm 372.000 một con ấy. Rất là đẹp luôn. Rồi, ở đây thì anh em mình vuốt ve nhẹ chú ấy nha. À, bé yêu này hệ nước các bạn ơi, nhìn rất là ngầu ha. Rồi, chắc có lẽ là mình cho nó lên được tầm khoảng level 25 không nhỉ? Đây. Rồi, sau đây thì anh em chúng ta còn phải thả thêm hai con kia ra nữa các bạn ơi. Mới được đây, mới hoàn thành được cái nhiệm vụ này. Bây giờ là mới được có một cái bông thôi. Bây giờ chúng ta còn phải thả thêm hai cái bông nữa ha. Let's go. Ôi, thiếu nhà ở rồi. Bây giờ anh em mình phải đi xây nhà luôn. Hồi ôi, chua chát ghê chưa. Đây thì anh em chúng ta còn phải dọn sạch sẽ mấy cái vườn này. Đó, tranh thủ gọi là dọn sạch sẽ luôn các bạn ơi. Chứ để như vậy thì anh em chúng ta không có chỗ để cho rồng nó xây nhà nó ở đấy. Rồi, dọn luôn cái con này đi ha. Đó, làm sạch. Rồi, sau đây thì anh em mình sẽ mua nhà lá ha ta. Lá, con này cũng hệ lá nè. Để mình đi kiếm coi có cái bé yêu nào mà nên chúng ta có thể đẩy đi chỗ khác được không, để cho mấy cái bé này về sell nó. Rồi, chúng ta sẽ cho nó về đây ha. Wow, cái chỗ này mình lít mà nó không vô mới ghê đó chứ. Bị ngay cái này nó cản lại rồi. Ui, và anh em chúng ta đã nâng cấp lên được một cái nhà nữa rồi các bạn ha. Wow, tăng thêm được 20% đam khi chiến đấu luôn. Đây rồi, quá tuyệt vời luôn. Ngon lành nha. À, bây giờ thì để mình thử mình thả một cái con nữa ra nha các bạn. Ở đây mình còn tới đây, bé Legend Daisy. Wow, con này hệ đất luôn. Hai cái bông hết sảy nha. Rồi, bây giờ thì ôi trời, không lẽ tốn 4 viên game để qua cái nhiệm vụ này chứ. Anh em mình thì có con này sẵn rồi, mình chỉ cần thả nó ra là ok rồi. Nhưng mà bây giờ mình đang không có chỗ nè mọi người. Mấy cái bé này thì có cái bé nào đi du lịch được không? Bé này thì sao nhỉ? Vẫn không có chỗ để đi luôn các bạn ơi. Ghê thiệt. Mình không nghĩ là... À đây nè, anh em mình bán bớt con này đi. Thôi rồi. Rồi, bây giờ thì cho về một cái bông nữa coi nào. Ui, sao hình như nó không hiện cái bông ra đấy mọi người. Wow, vậy là anh em mình mất hết một cái rồi. Con ca này tốn game thôi, không còn đường nào khác luôn á. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đại chiến nha. Ở đây thì mình sẽ mang cái bé Heroic. Đây, bé Mew, con này là Heroic mùa trước nha mọi người. Thấy nó vậy chứ nó khỏe lắm luôn đó. Lắm 16.000 mấy luôn. Ôi, một hit là chúng ta lùm được một em. Ở đây là nó bắt mình một tiếng đồng hồ. Wow, anh em mình sẽ có thể xài được cái Buster Bean nè mọi người. Nhưng mà ở đây mình sẽ chiến đấu trong cái khu vực list. Khu vực list này chúng ta phải cố gắng qua cái màn này được cái đã. Chứ anh em mình bây giờ sử dụng cái Buster Bean thì nó sẽ dồn một, nó cho mấy con tàu luôn là quầy vốn luôn ấy. Rồi, let's go. Bây giờ thì cho các bạn thấy sức mạnh của mình nào. Đầu tiên thì sẽ cưa nhẹ nha. 21. Ôi, tình huống này mình giảm máu con này cái đi ha. Đó. Ui, 99 giờ. Bây giờ là cho nhân vật đúng rồi mình con. Hôm nay quên cái con Titan ta. Mới gọi là nhận được cái con Titan thuộc dòng hệ nước luôn mà quên review anh em xem. Pha này có lỗi quá. Rồi, bây giờ thì nên chúng ta sẽ hút máu nhẹ cái thành viên này để cho nên chúng ta có máu mà chơi nha. 18.000 máu vừa được bơm thêm. Wow, bây giờ thì Titan thép đi nè. Lắm. Cái thương của mình cũng được tầm khoảng 10k rồi các bạn. Sau khi mà lên được cái tới chữ C cộng này thì nên chúng ta khỏe hơn rất là nhiều ha. Và đây là cô nàng siêu nhân. Lượng máu của cô nàng siêu nhân này lên tới tầm khoảng 30.000. Wow. Rồi, bây giờ thì nhường qua cho cái bé yêu này lụm đi nè. Đó.
hên hên thì hết trận này xong, anh em chúng ta lại được lên chữ luôn thì hết sảy rồi. Rồi không được ha, cho cái bé hệ nước ra coi nè. À mình cho cái bé đâu rồi, Legend Daisy và hệ nước. Đây, con này chắc mình cho nó lên level được một chút xíu nữa đấy, tầm khoảng 25 cũng được ha, cho nó khỏe khỏe một tí anh em ơi. Ui hết thức ăn luôn mới ghê. Rồi đặt tên là HNT Channel YouTuber nhỏ xíu. Rồi let's go, di chuyển nào. Và các bạn ơi, bạn nào mà chưa có đăng ký kênh thì nhớ bấm vào cái nút subscribe nha, đăng ký và mở thông báo, thêm cái chuông lên để HNT ra video hay là livestream thì mọi người sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Rồi ca này thì nên chúng ta bắt đầu đi quậy thôi nào. Ôi một chiêu thôi 20 mấy ha. Đây đây đây, nhân vật của mình Titan nước. Ở đây thì anh em mình đang có tập khoảng 4 chiêu nha. Rồi bạn nào mà chưa có like thì lít nhẹ vô cái nút like cái luôn nha mọi người, ngon lành. Và bây giờ thì anh em chúng ta đang đến với cái thành viên. Ôi em bạn cũng có Titan luôn các bạn, và con Titan này nó còn bíp hơn mình nữa, Missy Cap. Ôi cha cha, con này cưng dễ sợ ha. Rồi bây giờ thì anh em chúng ta sẽ hút máu nhẹ con này trước cái đi, trước khi mà lụm đó. Rồi ôi ôi nguy hiểm, 29.000 mọi người ơi, con này nó quýnh ghê thiệt. Sau đây là sức mạnh của nhân vật Titan thép. Đây lắm. Rồi đến với nhân vật cuối cùng của tem bạn, level tầm khoảng 30. À bé này thì chắc có lẽ là mình cũng cân được đấy. Ui cha, mười mấy hả ta, mình lụm con này không xong rồi. Rồi đầu tiên thì anh em chúng ta, cái chiêu này của mình quýnh tầm khoảng 20.000 máu rồi, cho nên con này không có đường nào nó ăn mình được luôn ấy. Victory, thêm một chiếc tàu nhỏ bé. Đó bây giờ anh em chúng ta sẽ đến với chiếc tàu thứ ba ha, let's go. Rồi bây giờ gần hết, gần kết thúc cuộc đua rồi, cho nên hai anh ta sẽ cố gắng cày để chạy lên thật là nhanh luôn nha mọi người. Do thời gian trước mình bận quá, mình không có thời gian để cày cái sự kiện này ấy, cho nên nó là 10 ngày trời mà leo mới lớp 5, lớp 6 thôi là các bạn hiểu rồi đó. Y như rằng luôn, khi làm video thì mình mới chơi thôi. Bây giờ anh em mình ráng cày gọi là nhiệt tình một chút xíu ha. Ở đây thì mới vô thấy mất máu nhiều như vậy, hầu lo lắm luôn á. Thôi mình hút máu người ta trước một cái đi nè. Đây để coi chút xíu máu mà làm vốn mà làm ăn nữa chứ. Rồi bây giờ thì nên chúng ta sẽ đến nhẹ với thành viên đó chính là Titan nước. Đó hết sảy nha. Trời ơi con này của mình đang được đam luôn mọi người, nhưng mà nó quýnh với con Heroic giống như là trứng chọi đá vậy đó. Easy luôn. Ôi 20.000 máu, anh em mình có cách nào lụm 20.000 máu này không ta? Lụm thì được, lụm thì được, nhưng mà con bên trong này nó khều nhẹ mình cái là mình tắt thở. Nó khó ở cái chỗ đó đó mọi người. Đó, cho nên là mình bây giờ phải ráng giác con này ra trước nè, sau đó thì mình sẽ hút máu đem về. Đây, chiến thuật của anh em mình. What? Ơi con này nó quýnh đầu thế. Anh em mình là phải tốn tiền để có thể hồi sinh trở lại mà chiến luôn ấy. Wow, lợi hại phép luôn ha. Lúc. À và anh em ơi, hôm nay đang có sự kiện summon nha. Quên vụ summon nữa. Đây, anh em nào trong team thì nhớ vô là summon tốc độ nha mọi người. Hiện tại thì anh ta đang rất là mê cái vụ summon này luôn nè. Đây, bé này thì thuộc dòng đó là Legend Daisy. Mình thì hiện tại mình có thể summon ra được tầm khoảng 2 con các bạn. À, con này thì mình nhờ một cái thành viên rất là tuyệt vời đã đổi orbit với mình luôn ấy. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu summon bé yêu này nha. Wow, 2 ngày các bạn ơi, 2 ngày mới xong. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển ra ngoài nè. Ở đây thì cuộc đua Heroic. À, pha này bắt đầu mình lạng nhẹ qua chỗ này được rồi nè. Buster Bean, và đây là cách mà nên chúng ta sẽ bỏ qua được nhiệm vụ nha. Một là các bạn sử dụng 20 viên game, hai là các bạn sẽ sử dụng cái Buster Bean này để chúng ta có thể vượt vượt cấp nha. Đó, vượt cấp nhanh nhất có thể. Rồi sau đây thì anh em mình sẽ vào nhẹ tới cái khu vực list luôn đi. Khu vực này thì hiện tại thì nên chúng ta có thể gõ được tầm khoảng 2 cái nữa nè, 2 trận nữa ha. Let's go, săn tay áo lên và chơi thôi nào.
Wow, đây là nhân vật Titan, hồn trồng hệ nước của mình nha. Hàng này là hàng VIP luôn nha mọi người. Nóng hổi vừa thổi vừa chơi. 18.000. Rồi, bây giờ thì nên chúng ta gõ nhẹ thêm cái nữa coi. Ui, 19 luôn anh em ơi. Ui, đam gì mà gắt dữ vậy. Định cho bé hệ nước ra làm mưa làm gió. Nhưng mà khoan đã mọi người, đầu tiên là nên chúng ta phải cưa máu mà tem bạn nó giảm xuống cái mức gọi là ok rồi mình mới ra được. Chứ mình liều liều là nó quýnh mình lên dĩa luôn á. 25. Này là mình phải hút máu nè. Đó, lên một chút máu để có thể chịu đựng được cái đòn của chú ấy. Sau đó thì mình sẽ xài tới tình yêu của cái thành viên hệ nước này. Lắm 7.000. Wow, mình không cần gì nhiều hết, vậy là đủ rồi. Rồi sau đây thì chắc bé hệ nước này mình cho nó hy sinh trước đi ha. Đó, là trong cuộc chiến là phải có người hy sinh chứ hả. Sau đây thì sẽ đến với tình yêu khoan đã anh em ơi, cho con này chết trước đi, có gì con kia mà lỡ mà nó đam với con này là nên chúng ta vẫn còn được trở lại một lần trở lại. Nhưng mà một lần trở lại đó thì ít ra là cũng phải con này nó mới chiến nổi, cái con ma cà rồng mới chiến nổi. Ok, chứ cái con này thì nó quýnh không lại đâu. Victory, anh em chúng ta lần này tính toán quá ghê luôn. Rồi, tiếp theo thì anh em mình sẽ gẹo nhẹ luôn cái thành viên này nha. Ok, let's go. Wow, quả trứng khủng long mọi người à. Ôi, cưng quá. Rồi, lắm. Mới vô là me lụm trước rồi đó. Trời ơi, 37 luôn. Ghê thiệt. Mình đùa đùa giỡn giỡn, ai ngờ đâu là lụm luôn tên bạn. Rồi, sau đây thì anh em chúng ta sẽ khoán cái thành viên thuộc dòng hệ nước đi. Hôm nay là ưu tiên cho bé này vì con này mình mới gọi là thả nó ra luôn á các bạn ơi. Wow, căng nhỉ. Cho con ma cà rồng này nó ra nó khều giải trí cái cài lắm. Ôi, 32 luôn anh em ơi, đam con này đường nào cũng to hết. Sau đây thì mình sẽ chạy ra ngoài, mình có sơ nhẹ cái khu vực này cái. Rồi, ở đây thì anh em chúng ta, wow, mấy tiếng nữa là xong rồi, cố lên. Rồi, và các bạn ơi, anh em nào mà chưa có đăng ký kênh thì nhớ cho HNT một subscribe nha. Ở đây thì chúng ta còn phải dọn dẹp mấy cái chỗ này nè. Đó, mấy cái này thì mình gọi là thanh lý cho sạch sẽ luôn nha. Cho nó dò sạch sẽ cái nhà của anh em mình. Đó, để mấy cái này là nên chúng ta không có chỗ để xây nhà các bạn. Mình là còn phải tối ưu quá mọi thứ luôn. Wow. Ok, lụm luôn cái này đi cho nó trống trải ha. Rồi, và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ cho mình một subscribe nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo luôn nha.